Bay răng cưa luôn anh em ơi. Bay răng cưa tay trái tay phải đều có nha anh em. Răng sau một phân rưỡi luôn. Tay trái tay phải đều có luôn. Cán đồng. Cái cùi cửa cán có cục mủ luôn anh em, gõ gạch gõ đồ á. Bay là nó ngang 9 phân anh em. Dài 17 luôn anh em ơi. 9 phân dài 17 ha. Răng một phân rưỡi nha anh em. Cái độ dày của bay nè. Đúng 1 ly luôn anh em ơi. Độ dày của bay 1 ly luôn ha. Cái này tay phải nha anh em. Anh em là tay trái thì đặt hàng nó nhớ dặn tay trái tay phải nha anh em, để mình lấy lộn nữa mất công. Giá của nó nè anh em. Phí ship thêm 20 ngàn ha. Anh em đặt hàng vui lòng để lại số điện thoại, còn không điện thoại trực tiếp số điện thoại 0964753612 nha anh em.